hòa nhiều nhất. Tôi thấy làm lạ ở chỗ là có những người tổ chức sinh nhật thì người ta đến tặng quà cho mình. Tôi thiết tưởng nếu như tôi kỷ niệm ngày sinh nhật, người ta đến tặng quà cho tôi cũng vui. Nhưng mà đúng hơn hết là tôi phải có quà đến tặng cho cha mẹ của tôi, đấng sinh thành ra tôi. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi, đã chăm sóc tôi cho tôi có ngày hôm nay và được như thế này. Do vậy Đức Chúa Trời không đòi hỏi gì ở nơi con người, Ngài vẫn ban cho ta món quà thật, đó là Chúa Giêsu, đấng cứu rỗi nhân loại. Điều thứ ba anh ta nói đến tôi hôm nay cũng là phần cuối cùng, đó là ai là người được nhận món quà tình yêu này, hay là đối tượng để nhận món quà tình yêu. Đối tượng để nhận món quà tình yêu cho biết gì? Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, đó là toàn thể nhân loại. Bất cứ ai, hễ ai, tức là bất cứ ai, không trừ một ai. Bởi vì không trừ một người nào, tất cả đều là phạm tội, thì cũng không trừ một người nào đều có thể nhận món quà đó. Nhưng với điều kiện đó là gì? Hầu cho hễ ai tin con ấy. Ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta bất cứ ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, có nghĩa là chúng ta công nhận Ngài là Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Ngài là tạo hóa. Điều đầu tiên đòi hỏi tất cả chúng ta gì? Phải công nhận Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng đã dựng nên trời đất muôn vật, trong đó có loài người của chúng ta. Chúng ta cũng công nhận Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta có linh hồn. Nhiều người không tin Chúa, không tôn thờ Chúa, nhưng họ vẫn biết con người có linh hồn. Ở trong con người chúng ta có thân xác. Thân xác này được Chúa dựng nên từ bụi đất, sẽ trở lại bụi đất y như cũ. Đức Chúa Trời khi dựng nên con người, Ngài hà hơi vào lỗ mũi, gọi là hà sinh khí, hơi sống hay là linh hồn sống. Con người trở nên một loài sinh linh, tức là con người có linh hồn sống, linh hồn bất diệt. Linh hồn là quan trọng hết, cho nên Kinh Thánh cho biết gì? Nếu một người có cả thiên hạ nhưng mất đi linh hồn thì không có ích chi cho người đó, vì không thể lấy giống gì mà có thể mua lại linh hồn. Mình đi lo play không ngạch rồi em mày đây. Đó, cái idea mình thấy ai thâu mà mình ngạch. Nhưng chỉ có điều sai trật là gì? Người ta nghĩ gì? Nếu người chết linh hồn vơ vẩn đâu đó. Nhưng Kinh Thánh cho biết gì? Bụi đất trở lại bụi đất khi con người chết, linh hồn trở lại với đấng tạo hóa, đấng dựng nên, đấng ban nó. Trở về trong tay đấng tạo hóa, Ngài sẽ làm hai điều. Một, những người còn sống linh hồn nhận biết Chúa, tôn thờ Chúa khi còn sống thì sẽ được ở với Chúa, được Chúa ban phước, được Chúa khen thưởng, được sống phước hạnh với Chúa. Linh hồn nào khi còn sống không tôn thờ Chúa, giống như Philip chúng ta mới coi, thì sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời. Chúng ta thấy linh hồn bất diệt không chết, cho nên vì sẽ đời đời trong hồ lửa, trong hỏa ngục. Cho nên ngày nay con người không có tôn thờ Chúa, mà là tôn thờ vật mà chính con người tạo dựng, con người làm ra, từ gỗ, từ đá, từ xi măng, bất cứ từ thứ gì mà con người, chính con người làm, là tôn thờ và cầu xin trước tượng đó. Cầu xin trước vị thần có tai nhưng không nghe, có mắt nhưng không thấy, có mũi nhưng không ngửi, có tay không rờ, có chân không đi được. Muốn đi là người ta phải khiêng đi, đặt đầu ngồi đó, không hề nói, không hề rằng nữa. Mình cầu xin cũng nói được hay là không nữa, im thôi. Vậy mà con người vẫn đến trước vị thần vô nghĩa đó để tôn thờ. Đó là tội trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta sẽ nhận món quà đó là tin nhận Chúa là đấng tạo dựng mình. Điều thứ hai, công nhận công lao cứu chuộc Chúa Giêsu để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ nhận món quà đó là món quà có giá trị đời đời. Thứ nhất, ngay bây giờ chúng ta được làm con Chúa, được Ngài yêu thương, chăm sóc, gìn giữ, bảo vệ, an ủi, chữa lành. Giống như các bài hát thánh ca chúng ta vừa hát, Chúa sẽ chữa lành vết thương ở trong tâm hồn chúng ta, ở trong tấm lòng chúng ta. Chúa chữa lành phần thể xác của chúng ta,
và phần linh hồn Chúa sẽ tẩy xóa mọi tội lỗi để được ở với Chúa. Chúng ta được ghi tên vào sổ sự sống đời đời. Đó là món quà. Món quà chỉ nhận Chúa Giêsu, nhưng chúng ta được đời đời và được tất cả mọi sự trong Chúa. Cho nên trong thơ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 của bốn cái gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì nếu như cha mẹ sanh chúng ta ra thì chúng ta có sự sống thuộc thể này, rồi chúng ta sẽ chết thuộc thể. Nếu như chúng ta tin Chúa, chúng ta được Chúa tha tội, được Chúa cứu, được Chúa ban là phục hồi, là sự sống, gọi là sự sống đời đời, và đó gọi là sự tái sanh ở phần thuộc linh, và đó là sự sống đời đời có từ Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên để có sự sống đời đời là chúng ta phải đến với Chúa Giêsu. Bằng cách gì? Đến với Ngài và nói rằng: Chúa ơi, con biết con là tội nhân, và con biết Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài đến từ Chúa để cứu con. Giờ này con xin Chúa đón nhận con làm con của Ngài. Bức tường ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời là tội lỗi. Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi, đền tội rồi, phá vỡ bức tường ngăn cách đó, vì Ngài là đường đi để dẫn chúng ta đến với Chúa Trời. Cái nói gì? Chúa Giêsu nói: Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Hay nói đơn giản hơn là gì? Chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài là lẽ thật, và chỉ có Giêsu, Chúa Giêsu, Ngài là sự sống. Trong Ngài có sự sống, và khi chúng ta đến đón nhận Ngài, chúng ta được sự sống lẽ thật. Cho chúng ta biết một điều, đó là chính Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta Kinh Thánh, và Kinh Thánh hoàn toàn nói về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến thế gian làm ứng nghiệm toàn bộ Kinh Thánh. Không có một vị giáo chủ nào trên thế giới này được ai đó viết trước, tiên báo trước sẽ ra đời, sẽ làm gì, sẽ chết, sẽ sống, sẽ như thế nào. Nhưng duy Chúa Giêsu, Kinh Thánh được viết trước khi Chúa Giêsu ra đời 1600 năm, gần 2000 năm. Và trong khoảng gần 2000 năm đó, Kinh Thánh nói trước, báo trước về Chúa Giêsu, nơi Ngài sinh ra, Ngài đến thế gian như thế nào, Ngài sống ra làm sao, Ngài giảng dạy thế nào, cuộc đời Ngài như thế nào, Kinh Thánh chưa biết hết. Ngay cái chết, sự sống lại của Ngài và sự trở lại của Ngài, Kinh Thánh cũng cho biết trước. Vì Ngài là lẽ sống cho chúng ta, và Ngài cũng là chân lý, sự thật, không bao giờ sai trật. Mọi sự chú phán đều đúng hoàn toàn. Và đặc biệt, điều Chúa nói về sự sống con người, và điều Chúa nói về linh hồn sống ở trong con người chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu là con đường sự sống, và đó là món quà chúng ta nhận. Khi ta đón nhận, chúng ta được bảo đảm Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta như một con dấu, cấp một giấy thông hành, chúng ta đến với Đức Chúa Trời và có giá trị. Nếu không, trong ngày phán xét, tất cả chúng ta sẽ ứng hầu ở trước mặt Chúa. Di giang re sàng tốt nắp chương ta phát đi. Ai đi? Ai đi bộ thơ đại đạo mà thả ai dùng ở đây? Mà do ôi dạy có coi chuyện nạc khoa bồn tô, coi chuyện nạc khoa sang giang, coi chuyện tuần ai phân tô có đạo mà, coi chuyện đạo phân. Đạo phân mà thả tạo có bất nghĩa ngoài đây. Mình sẽ sắp bẹ kêu rồi. Rằng pra như yơ, rằng oa ai nhu, rằng ruông ăn nàn, thuộc phân nữ, thuộc bất nữ chẳng. Khoa giang lại, vất anh à mà bỏ bỏ tụi tư nô à tặng quá ăn chút hình bùi mà bây giờ anh được phân được băng lấy chứ. Tôi rất sợ chúng ta ở đây giống như chỉ còn là cái cốc đó thôi,